Một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng FPT Shop nằm trên đường Phú Riền Đỏ thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khói lửa bất ngờ phát ra bao trùm cửa hàng, khiến hàng chục nhân viên đang làm việc sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Một số tài sản cũng bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều tối cùng ngày, một số nhân viên đang làm việc trong cửa hàng FPT Shop Vòng Xoay Hùng Vương bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ phía sau cửa hàng, sau đó nhanh chóng lan ra và bao trùm toàn bộ cửa hàng. Phát hiện sự việc, nhiều nhân viên đang làm việc trong cửa hàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Những tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa, đồng thời khống chế không cho lửa lan sang các cửa hàng bên cạnh. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời cũng hỗ trợ nhân viên cửa hàng di chuyển một số tài sản ra ngoài. Vụ cháy cũng khiến một số tài sản của cửa hàng bị thiêu rụi, ước thiệt hại khá nặng nề. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.